Hoàng Thùy Linh lên tiếng việc bị hủy show Vietnam Idol vì thái độ trịch thượng, tự chủ động hủy. Trước thông tin Hoàng Thùy Linh bị phía chương trình Vietnam Idol hủy show và thay vào đó là Hoàng Minh Di chỉ vì dính vào ồn ào phát ngôn trịch thượng gây xôn xao dư luận vừa qua, thì nữ ca sĩ đã có động thái mới. Mới đây, trên mạng xã hội đã lan truyền bài báo trên trang Lao Động tiết lộ Hoàng Thùy Linh được ban tổ chức mời biểu diễn tập 12 của Vietnam Idol vào tối ngày 23 tháng 9 với chủ đề Nét dân gian. Tuy nhiên, vào phút cuối, nữ ca sĩ đã bị phía ban tổ chức Vietnam Idol quay xe cực gắt vào phút cuối, hủy show của giọng ca Si Tình, mà thay vào đó là Hoàng Minh Di sẽ thay đàn chị đến với chương trình tìm kiếm âm nhạc đang được quan tâm này bằng ca khúc Thị Màu. Đây cũng là bài hát mà Hoàng Minh Di bị fan Hoàng Thùy Linh tố là bắt chước. Sau khi bài viết được đăng tải đã lập tức khiến cư dân mạng xôn xao cho rằng giọng ca Si Tình đã gây mất lòng ngay cả người trong giới. Và vì e ngại sẽ lại tạo ra hiệu ứng tiêu cực như từng mời sắc biểu diễn nên phía ban tổ chức đành phải lật kèo. Liên hệ với ban tổ chức Vietnam Idol, phía chương trình không đưa ra phản hồi. Trong khi đó, đại diện ekip Hoàng Thùy Linh cho biết vì lịch trình tập concert bận rộn nên Linh không thể sắp xếp tham gia được và có báo ngay từ đầu với ban tổ chức Vietnam Idol. Hoàn toàn không có chuyện nữ ca sĩ bị hủy show phút chót. Qua câu trả lời của phía Hoàng Thùy Linh có thể thấy cô đang luyện giọng cực nghiêm túc để chuẩn bị cho concert sắp tới của mình. Với tinh thần kính nghiệp cao thế này, khán giả hứa hẹn sẽ được nghe những màn hát live đỉnh cao, flash vocal xuất sắc hệt như cái cách cô dạy dỗ phóng viên vậy. Vào giữa tháng 9, Hoàng Thùy Linh là cái tên nhận được sự quan tâm khá lớn từ cộng đồng mạng bởi thái độ được cho là trịch thượng, bề trên khi có những câu trả lời phỏng vấn từ một phóng viên trong buổi họp báo của mình. Với hành động, thái độ và cách nói chuyện của Hoàng Thùy Linh đã khiến người xem khó chịu ra mặt. Cụ thể, trong buổi họp báo giới thiệu dự án concert của mình, khi một phóng viên đặt câu hỏi cho giọng ca Si Tình rằng Hoàng Thùy Linh chuẩn bị cho việc hát live ra sao và nhắc đến vai trò của Hồ Hoài Anh trong đêm nhạc, nữ ca sĩ đưa ra câu trả lời không đúng trọng tâm và có thái độ đôi co. Về vấn đề hát live, nữ ca sĩ 8X không thẳng thắn mà đưa ra câu chuyện ẩn ý. Cô ví von, mình sinh ra có hai chân lành lặn, nhưng vì trời mưa nên lỡ chân trượt ngã. Khi cô ngã, những người xung quanh nói cô không biết đi. Thậm chí Hoàng Thùy Linh đặt ngược câu hỏi cho phóng viên, theo bạn tôi có biết đi hay không? Khi phóng viên nói có, nữ ca sĩ đáp, đây là câu trả lời cho việc tôi có biết hát hay không. Về câu trả lời nhắc đến Hồ Hoài Anh, Hoàng Thùy Linh tiếp tục có phần trả lời gây tranh cãi. Cô không đề cập đến vấn đề chuyên môn mà nhắc đến tình người, đồng thời yêu cầu phóng viên để cho người ta sống với. Cũng chính vì vậy, cái tên Hoàng Thùy Linh trở thành đề tài được mạng xã hội bàn tán sôi nổi trên khắp mặt trận khi bị truyền thông dư luận hay thậm chí là người trong nghề lên án tẩy chay mạnh mẽ, khiến cho vé concert của nữ ca sĩ bán ra có phần hơi chật vật so với nhiều ca sĩ khác. Chính làn sóng tẩy chay mạnh mẽ từ truyền thông, cư dân mạng đã làm ảnh hưởng lớn đến concert của cô vào cuối tháng 9. Giọng ca Si Tình đã cùng ekip họp gấp rút để tìm ra phương án hợp lý. Song song đó, nữ ca sĩ cũng đã chính thức lên tiếng xin lỗi vì thái độ của mình trước đó, thông qua trang Facebook cá nhân đăng tải một tâm thư dài để xin lỗi. Hoàng Thùy Linh xin được gửi lời xin lỗi chân thành đến những người đã yêu thương, tin tưởng và ở bên cạnh Linh vì những thông tin đã gây ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người trong hơn 10 ngày vừa qua, khiến mọi người buồn lòng, đặc biệt là trước thời điểm mà chúng ta sắp được đoàn viên sau gần 2 thập kỷ yêu thương nhau. Linh xin được rút kinh nghiệm sâu sắc, xin được học hỏi và khéo léo hơn trong giao tiếp, trò chuyện và chia sẻ. Linh hiểu rằng bản thân có trách nhiệm gửi lời xin lỗi đến khán giả yêu thương vì lòng tốt nhận được từ mọi người. Đó cũng là động lực để Linh nỗ lực và cố gắng qua từng ấy năm. Linh vẫn đang rèn luyện bản thân từng ngày bởi Linh hiểu tới tận cùng rằng bản thân đang rất may mắn khi được lao động và yêu thương. Tuy nhiên, lời xin lỗi cứ ngỡ rằng chân thành của Hoàng Thùy Linh sẽ được mọi người bỏ qua mọi việc, thì phía dưới bình luận của cô lại có một thái độ sốc nổi khác khi trả lời một bình luận của cư dân mạng. Xin được rút kinh nghiệm và xin lỗi vì sự phiền phức vừa rồi mà quý khách đã phải chịu ạ.